Kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lam Đồng. Chương trình được phát sóng mỗi ngày, chia sẻ những thông tin mới, thiết thực, hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Lâm Đồng hỗ trợ mạnh mẽ phát triển hai vùng canh tác cà phê chuyên canh. Bức xúc chuyện có hợp đồng mua lúa nhưng nông dân không nhận được tiền. Chuyện nhà nông khi người cờ ho trồng dâu nuôi tầm để thoát nghèo. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, với gần 175.000 hecta, cà phê là loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất tỉnh Lâm Đồng, mang lại nguồn thu chủ lực cho hàng chục ngành hộ chuyên sản xuất kinh doanh chế biến. Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường, ngành nông nghiệp đã có nhiều giải pháp để khuyến khích bà con nông dân các địa phương đầu tư chiều sâu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để khai thác tối đa hiệu quả diện tích đất trồng cà phê, chuyển đổi diện tích trồng cà phê không có trong quy hoạch, không phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng sang trồng cây khác để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện, hai vùng canh tác cà phê đã được hình thành. Theo đó, vùng có độ cao trên 800m so với mực nước biển, có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, ưu tiên phát triển cà phê chè với diện tích khoảng 25.000 đến 30.000 hecta, chiếm khoảng 15 đến 20% diện tích cà phê toàn tỉnh. Diện tích cà phê chè nói trên tập trung tại các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Vùng có độ cao từ 300m đến 800m so với mực nước biển, có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp. Phát triển cà phê vối là chủ yếu với diện tích khoảng 120.000 đến 125.000 hecta, chiếm khoảng 75 đến 80% diện tích cà phê toàn tỉnh. Phát triển chủ yếu tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc và một số xã thuộc ba huyện phía Nam. Thưa bà con, Lâm Đồng là địa phương có nhiều ưu thế để phát triển nhanh các giống gia súc ăn cỏ, trong đó chăn nuôi bò sữa và bò thịt đang được địa phương rất chú trọng. Và để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, mang lại thu nhập cao cho nhà nông, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp để quy hoạch vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiện Lâm Đồng tập trung phát triển diện tích trồng cây thức ăn thô xanh với tổng diện tích là 6.500 đến 7.000 hecta, cung cấp sản lượng thức ăn xanh khoảng 1,5 đến 2 triệu tấn. Những diện tích nói trên tập trung chủ yếu tại các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông, Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. Song song đó, phát triển diện tích ngô và một số loại cây có hạt theo quy hoạch đã được phê duyệt để cung cấp nguyên liệu sản xuất thức ăn cho gia súc gia cầm, thu hút đầu tư xây dựng 1 đến 2 nhà máy chế biến thức ăn gia súc, công suất 80.000 đến 100.000 tấn mỗi năm trên địa bàn huyện Đức Trọng hoặc Đơn Dương, và 1 đến 2 nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò sữa, bò thịt chất lượng cao tại địa bàn huyện Lâm Hà hoặc Đức Trọng. Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững, gọi tắt là VNSAT Lâm Đồng, đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân tại 35 xã thuộc 8 huyện vùng trọng điểm cà phê của Lâm Đồng. Bên cạnh đó, dự án cũng phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn, khảo sát, đánh giá các vườn ươm giống cà phê. Hiện có 11 vườn ươm đạt chuẩn tham gia dự án VNSAT. Với quy mô gần 6 hecta, năng lực sản xuất 3,2 triệu cây giống mỗi năm. 70% cây giống từ các vườn ươm này được cung cấp cho các xã, huyện vùng dự án, phục vụ chương trình tái canh cà phê tại Lâm Đồng. Liên tục chương trình, giá muối xuống thấp, diêm dân bỏ nghề, bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh. Chuyên mục con số hôm nay, 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam chi 850 triệu đô la Mỹ để nhập trái cây ngoại. Chuyện nhà nông khi người cờ ho trồng dâu nuôi tầm để thoát nghèo. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ được chuyển đến quý bà con những câu chuyện về tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa bà con, nghề làm muối từng giúp diêm dân huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa giảm nghèo. Vậy nhưng những năm gần đây, giá muối xuống thấp khiến cho thu nhập của người làm muối sụt giảm thê thảm, chỉ còn được từ 5 đến 6 triệu đồng một năm. Không ít diêm dân đã bỏ nghề, bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh. Huyện Tĩnh Gia ngày nay chỉ còn duy nhất người dân xã Hải Châu là còn làm muối. Cả xã còn 72 hectare ruộng muối nhưng cũng chỉ có 25 hectare là đang sản xuất, 47 hectare còn lại thì cũng đã bỏ hoang. Thu nhập từ nghề muối quá thấp, nhiều người đã bỏ ruộng để đi tìm kế mưu sinh. Chỉ những người không thể xin được việc mới ở lại làng để tiếp tục nghề cha ông. Hiện tại bây giờ
thì cũng còn mấy cái ông bà già ở lại để làm muối thôi. Chứ còn tất cả những cái người mà khỏe bạo người ta đi làm hết. Còn tại xã Hải Bình có hơn 90 hectare ruộng muối. Năm 2017, nhà nước đã thu hồi 60 hectare để làm khu tái định cư, phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam và các công trình khác. Các dự án triển khai đã ảnh hưởng đến diện tích ruộng muối còn lại. Giá muối vốn đã thấp lại khó khăn trong việc đưa nước biển về ruộng, nên hơn 30 hectare ruộng muối còn lại cũng bỏ hoang. Được biết, hiện nay thì nghề làm muối của tỉnh Thanh Hóa tập trung ở hai huyện Hậu Lộc và Tĩnh Gia với tổng diện tích còn gần 200 hectare. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng làm muối đã hư hỏng, ô nại xuống cấp, giếng chạc bị hư hỏng, lao động sản xuất muối chủ yếu là nữ giới và người già, không có nghề phụ nên cuộc sống và thu nhập hết sức khó khăn. Xin được chuyển sang một câu chuyện khác liên quan đến người trồng lúa. Thưa bà con, giá lúa hiện đang xuống thấp khiến cho người dân trồng lúa tại huyện Đồng Tháp 10 không có lãi. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay đã xuất hiện trường hợp có những hợp đồng mua lúa, người dân vẫn chưa nhận được tiền. Thực tế, câu chuyện này xảy ra tại xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Đây là ghe chứa 70 tấn lúa trong số 230 tấn lúa của hơn 30 nông dân ở xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, phải neo đậu tại bến 20 ngày nay. Mặc dù lúa đã được thu hoạch, đưa xuống ghe và giá giảm từ 200 đến 300 đồng một ký so với thỏa thuận 5.100 đồng một ký như ban đầu, nhưng thương lái không trả tiền như đã hẹn. Bán lúa là cắt xuống là bữa gầm, mà tới giữ ghe tới một tuần lễ là nó không có trả tiền, giữ ghe hoài, rồi nông dân mới nóng ruột mới đem lên nhà máy trên Tân Hồng sấy gia công ở đỉnh, rồi giờ còn gửi ở đỉnh nữa. Giờ là không có ghe trở về, mà giờ bán thì thương lái nó không cho bán, nó nói giờ là của lúa nó lấy rồi, bán nó kêu trả cọc lại cho nó. Lúa cắt xong, hợp đồng thu mua lúa đã có trong tay, nhưng nông dân lại lâm vào tình thế để không được, bán cũng không xong. Nhiều lần liên hệ với bên mua thì chỉ nhận lại âm thanh này. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Rất là buồn, tại vì mặn 3 tháng trời mà chỉ có trông chờ vào tới vụ lấy tiền thôi, mà khi mà mặn xong mà lại không có tiền thì thấy rất là tình cảnh rất là khổ. Không có tiền để trả cho vật tư, không có tiền để trả cho lúa cắt. Nếu sau tấm tay đó thì bà con sẽ bán lúa ra ngoài bằng giá lúa khô. Tùy bà con bán do mình kêu thương lái ở đâu cũng được. Rồi đối với những cái ăn cò này thì địa phương sẽ giải quyết, chắc có thể là đề nghị khởi tố để mà chấn chỉnh vấn đề này trong thời gian tới cho nó ổn hơn trong vấn đề mua lúa của bà con. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lợi đã hỗ trợ cho nông dân sấy lúa để tránh hư hỏng do ẩm mốc. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu thương lái phải trả tiền lúa trước ngày 8 tháng 6. Sau thời hạn trên, người dân vẫn chưa nhận được tiền sẽ bán cho thương lái khác và không phải bồi thường hợp đồng. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 850 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền Việt Nam chi để nhập trái cây 5 tháng đầu năm nay. Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu một lượng rau quả rất lớn từ các thị trường như là Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Australia với giá trị nhập khẩu ước đạt 850 triệu đô la Mỹ. Theo đó thì kim ngạch nhập khẩu rau quả vào Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng gần đây. Thái Lan tiếp tục là thị trường cung cấp rau quả cho Việt Nam lớn nhất. 4 tháng qua, giá trị nhập khẩu rau quả từ Thái Lan chiếm hơn 46% trong tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, gồm xoài, chôm chôm, thanh long, mít, sầu riêng, nhãn chủ yếu phục vụ cho tái xuất khẩu. Trong khi đó, nhập từ Trung Quốc chủ yếu là bắp cải, cà rốt, su hào, súp lơ, khoai tây, các loại hoa quả đầu mùa như mận, táo, lê, dưa vàng, lựu, nho và quýt. Và nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Nam Phi, các loại trái cây như là táo, lê, nho đen, nho xanh, cherry, kiwi để phục vụ cho tiêu dùng trong nước. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Làm thế nào để giữ gìn và phát huy hiệu quả trên những khu đất công của làng là điều trăn trở của bà con ở một số làng của xã Đắc Sơ Răng, huyện Mang Giang, Gia Lai trong những năm qua. Từ sự quan tâm hỗ trợ của địa phương cộng với sự nhiệt tình góp công sức của người dân, đến nay 3 trên 5 làng của xã đã có mô hình trồng cà phê nhằm tạo nguồn quỹ để cho làng hoạt động.
Được trồng từ năm 2015, với sự tích cực chăm sóc của bà con, năm sào cà phê của cộng đồng dân làng Hờ Rắc đã phát triển xanh tốt và cho thu bói được 2 năm nay. Tranh thủ những lúc mùa màng rảnh rỗi, trưởng thôn lại vận động các hộ dân tham gia làm cỏ, tưới nước, bón phân cho vườn cà phê của làng. Được đóng góp một phần công sức cho làng, nên từ già đến trẻ ai nấy đều nhiệt tình, vui vẻ tham gia các phần việc phù hợp với sức lực của mình. Làm cà phê tập thể này tôi cũng rất là vui và có kinh nghiệm hơn để xây dựng cho cả làng và riêng cả bản thân của tôi nữa. Để tránh lãng phí quỹ đất và có nguồn quỹ cho làng thuận tiện tổ chức các hoạt động, lễ hội, ngoài làng Hờ Rắc, hai làng khác trên địa bàn xã Đắk Răng cũng đã có mô hình cà phê để gây quỹ trên khu đất công của mình. Cà phê sau khi thu hoạch được bán trừ chi phí đầu tư để bón phân, làm cỏ còn lại bao nhiêu đều được công khai rõ ràng với bà con trong làng. Nhờ có nguồn quỹ này mà bà con đỡ đóng góp chi phí để tổ chức các hoạt động của làng. Bây giờ làm được mấy trăm cây cà phê trong làng cũng đỡ bớt và bây giờ có quỹ. Năm vừa rồi tôi bói được 18 triệu, năm nay chắc để phải đến 20 đến 30 triệu năm nay. Không chỉ có nguồn quỹ để hoạt động, mô hình hết sức ý nghĩa này còn góp phần tăng cường và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó góp phần xây dựng làng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Cũng một câu chuyện liên quan đến sản xuất hay của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa bà con, buôn chuối, thực nghiệm, cổng trời, hang hớt là 4 thôn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Nếu như trước đây bà con chỉ phụ thuộc vào cây cà phê hay chăn nuôi nhỏ lẻ, thì hiện tại đồng bào Cờ Ho nơi đây đã biết trồng dâu hái lá, biết lên nông, lên né, làm ra những kén trắng tinh để xây dựng kinh tế gia đình. Người Cờ Ho trồng dâu nuôi tầm để thoát nghèo cũng là chủ đề nội dung tiếp theo của chuyên mục Chuyện Nhà Nông. Xin mời quý bà con cùng đón xem. Ông Cờ Thiên là người có uy tín trong cộng đồng người Cờ Ho ở thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh và cũng là người đầu tàu trong phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm ở đây. Mặc dù chỉ với diện tích nhỏ nhưng cũng đủ để ông nuôi tầm mỗi tháng một lần, thu nhập từ nuôi tầm ổn định và cao hơn so với trước kia nhiều lần. Dâu nuôi tầm này nó giúp ích cho các hộ gia đình trong đấy thì là để có cái đồng tiền sinh hoạt hàng ngày. Cũng như ông Cờ Thiên, trưởng thôn Thực Nghiệm anh Cờ Niêm cũng tranh thủ thời gian nhàn rỗi để trồng dâu nuôi tầm. Với diện tích 500 mét vuông dâu, mỗi tháng anh nuôi một lứa tầm và mang về thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. So với trước đây, khi người dân chưa biết trồng dâu nuôi tầm, chỉ biết làm cà phê, trồng bắp, thì hiện đời sống ổn định hơn nhiều. Dâu thì chưa tới, chứ đói là không có. Các hộ đồng bào ở đây còn được hỗ trợ nông, né. Trồng dâu cũng không mất tiền hom giống. Kỹ thuật trồng dâu nuôi tầm cũng được chỉ dẫn cẩn thận. Có gì không hiểu bà con lại học hỏi hỗ trợ lẫn nhau. Mặt trận xã hỗ trợ trồng dâu nuôi tầm để bà con phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển cho gia đình. Về trồng dâu nuôi tầm á, phát triển kinh tế nó khác so với trồng cà phê. Một sào trồng dâu có khi là mình thu nhập có khi hơn cà phê nhiều. Vì cà phê là một sào chỉ thu được khoảng 2 đến 3 tạ nhân thôi, nhưng mà trồng dâu nuôi tầm này một năm có khi là mình thu nhập có khi hẳn khác hẳn so với thu nhập cà phê. Công việc trồng dâu nuôi tầm hiện nay không khó như trước. Một gia đình chỉ cần một người chăm sóc cho ăn. Bố mẹ đi làm xa, các em nhỏ ở nhà cũng có thể giúp bố mẹ chăm sóc nông tầm. Như em Ca Sâm mới 13 tuổi, học lớp 7. Nhưng ngoài giờ học thì những nông tầm trong nhà đều do em chăm sóc. Mùa hè này Ca Sâm là lao động nhỏ tuổi nhưng lại là lao động chính, phụ trách chăn tầm. Con chăm tầm rất dễ, chỉ cho nó ăn với hai dâu. Tầm còn nhỏ, cắt dâu cho tầm ăn, nếu tầm nhiều hết dâu cho con đi hái. Không chỉ ở Thực Nghiệm, hàng chục gia đình bà con Cờ Ho thuộc 4 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Mê Linh đang thoát đói, thoát khổ từ cây dâu con tầm. Trong đó nhiều nhất là thôn Hang Hớt, 31 hộ trồng dâu nuôi tầm, Thực Nghiệm 10 hộ, buôn chuối 4 hộ. Mấy năm trước bà con trồng cái dâu màu đen, cái diện tích ví dụ 3 sào mới nuôi được một hộ. Thực trạng mà nói hiện nay bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng được sự thống nhất từ đảng ủy, ủy ban nhân xã Mê Linh. Hiện nay bà con nuôi tầm rất là hiệu quả, đạt sản lượng kén nó đạt. Hiện nay thì một hộp bà con nuôi tầm khoảng độ 54, bình quân 54 kg một hộp. Về phía chính quyền địa phương đánh giá là bà con dân tộc nuôi tầm coi như là tương đương gọi là theo kịp người kinh rồi. Nhanh thu, diện tích đất ít,
ổn định là những ưu điểm của nghề trồng dâu nuôi tầm và việc xác định đúng nhu cầu của bà con. Hỗ trợ nông né, hỗ trợ giống dâu, hướng dẫn kỹ thuật của Mặt trận Tổ quốc đã là bàn đạp để nghề trồng dâu nuôi tầm phát triển trong vùng 4 thôn dân tộc thiểu số xã Mê Linh, giúp đời sống của bà con ngày một tốt hơn, no ấm hơn, hạnh phúc hơn. Thưa quý bà con, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước rất cảm ơn tất cả quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.